Bà xôm chụp biệt xuôi này tỏ khí nế, chết cái nít dưới nâng bằng to mê riêng bỏ dưới. Chết nâu vì tổ muốn dân bàn sạc xa rùi một hơi đã tên nâng Active Voice and Passive Voice Round Up rồi có Summary. Cả thay ca sông khép, nâu là bạc cách hay nâng là bạc cầm. Ok, chết nâu cái nông ở mê riêng dưới nít dưới nâng sạc xa tờ lỡ Present Simple Passive. Cả thay là bạc cách, sorry, là bạc cầm và chụp bằng ca thông mặt đà. Chết nâu thay Active cái hạt ta là bạc cát hay passive cái hạt ta là bạc cam. Ok, ta là bạc cam và cho bằng cá thon mà đá dương tra tra dạng mấy hay miền rụng môn dạng ná. Ok, lâu dương cho tôi sắp xa tặng ọt nế. Ok, nhớ chúng ta tìm mối present simple passive. Chẳng ơi, môn dương xin tặng ọt rồi ca tra 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 cái hạt ta si dùm rớ cho dương cô ta sắp xa tặng lưu cái hạt ta nó dùng này xanh. Chẳng là không biết ổn môn trong cậu ba dương cậu ba sắp xa rồi mà hát tặng dùng này cái thà passive của dương. Nhưng cái thà we use present passive for changing the focus of a sentence. Chẳng dương pra cái hào thà là bà cám này bà chụp bằng cả thông đà nâng cứ xùm rắp cả plap đô nó cả plap đô nó không bị dụng mùi. Chẳng dương plap đô nó cả plap đô dạng bệnh. Mình này thà bà dương phở dùm mùi nâng active. Mình này thà to focus on subject. Chúng bây giờ dương phải dùng một active khi ta là bạc cạch nó cứ dương phải đáo tình lớn sắp trị tình lớn khi ta phải thiên bạc hay nó bây giờ dương phải dùng một nâng thả xíu mình này thả thư vô cơ sôn ọp trịch mình dương phải đáo tình lớn là ta càng bọt bình tình lớn ọp trịch với nhé chứ mình không thể thỏa năng này chúng bây giờ dương phải dùng một active dương phải đáo tình sắp trị bây giờ dương phải dùng một nâng khi ta phá xíu là bạc trăm dương cứ dương phải đáo lớn mà bật bình nhé. Khi ở lớp dương cho tôi ở trong nội ngồi tiết cái nó không ở miền dương nít dương khi bắt đầu tay ở trong nội ngồi tiết cứ tiệm tôi là người positive present simple và thay từ vùng shop lấy ba cho bằng ca thông một đài. Khi ở lớp dương mơ rụng môn là bỏ dương tiệm tôi đang active là bạc cạp chân là bạc cạp đến những mơ rụng môn sạp chít plus TV1 plus object plus bla bla màu. Ok, chúng ở TV1 mê tha transitive verb cứ chia verb đại trâu cá cao mà bọt đại trâu cá object á hay dương bộ chùm môi rồi object máu hay bây giờ chùm miến dương bộ bla bla tuyệt màu chẳng đặt tôi ngồi ạc thiếu là bạc cạch chứ là dương tôi chia là bạc hồi cam vấn tôi chia passive vấn chừng dương mà tôi cũng muốn chẳng object chứ dương dương object dương bạc hồi ạc thiếu dương nè dùng một thôi chỉ sập chiếc màng sập chiếc máu của active này mới dùng phải đặt từ lưỡi sập chiếc dương này nhé tập về phát xứ dùng phải đặt từ lưỡi học chiếc dương bình nhé cho nên do học chiếc này bỏ hơi active thôi chỉ sập chiếc và tổ mắt dùng time m is record á dùng là sai từ lưỡi sập chiếc này hết nè nhưng một sinh chỉ sập chiếc năng ở chia singular dùng phải x từ hay một sinh chỉ mỗi á dùng phải m tới rồi có plural nhưng phải chụp mùi a từ nhé. Và tổng nói dương plus TV3 nhé. Vớp tông tỷ 7 vớp đại trơ ca cam bọc tông tỷ 7 dương đô pi anh nhé. Dương dô pi anh màu này nhé. Đô pi anh tỷ muối bọc tỷ 7 hãy bởi xanh chờ đi mình bật thêm vì khỏi để chỉ ảnh vớp bật thêm thằng khỏi nắng chứ dương mà đặt anh nhé. Bật to cả nắng máu và tổng nói chứ dương plus bái plus sạch chì hay sạp chiếc nó bị ná sạp chiếc bỏ à nè sạp chiếc bỏ hỏi active thì bỏ active nè thì dương dương bỏ đạm nào. Ok, ở lớp dương mơ thì hờ rồi bỏ dương active cho cái thà cows eats grass cho cái thà goat is smell. Ok, và tỏ máu cho cái là cow ní cứ chìa sạp chiếc hay eat ní cứ chìa verb nè verb one dương ní hay grass ní cứ chìa object. Chứ tôi chìa phát xíu dương vô dương mình vô cái này chỉ object thôi chỉ sạp chỉ nhé chứ dương bàn grass chân rồi sao grass vị trí khả năng uncountable noun niệm rõ bán chứ như phải chỉ mùi nắng e và tóm nói dương đô verb nè verb one dương thì vị one dương này tôi chỉ verb three chân tôi chỉ ghế it at it thành nhé và tóm nói chân bây giờ anh ấy tìm mối việc mình sao thế chân dương đặt bài vô tay mà đòn đặt bài máu hãy bố chỉ mùi sạp chỉ dương mùi nát tụi ác thiếu nó cứ khao nè chân bái by cows nè chân gặp ra is eaten by cows. Ok, là dương mùi thì họ mùi thích ác thiếu I love rod badly
chân ai cứ chia sạp chít lớp cứ chia vợt tuần tiền muối rót cứ chia học chít hay bẹt lên cứ chia vợt nè à lại cho chuyện này nhé. Tomato tôi chia tùm rung thật xíu hay là bà rồi cắm dương dồi ghế dương mình dùng học chi dương rót nè thôi chia sạp chít thôi nè chỉ thôi chia sạp chít chứ dùng bàn rót cái xa rót cứ chia thà thà bộ ra thì bay sinh sôi lờ sẽ phải sinh sinh sôi lớn chứ phải chỉ mùi cái phải chỉ mùi những y và tôi nói dược đồ verb nè à verb tìm mùi ní từ một tuần tiệt bảy trên lớp dân tham tập đi mất ban chi tuần tiệt bảy hay xa là bẹt ly cho dân nè nhé bẹt ly dân nè chứ dân dùng mà đạp tọt máu nhé đạp tọt máu hái dân bột chỉ mùi bái bột chỉ mùi sạp chi chắc tham bái hay sạp chi dân mọc bị nát thì ai nè chán ai tôi chia và chia mì vì đại dân phải nó cần khỏi cho những bán rod is love badly by by me ok lấy dân mơ nô được bỏ diện chẳng vì đại dân đối dân đô tại kia subject pronouns tôi chia object pronouns tôi chia ai tôi chia me he tôi chia him they tôi chia đêm chân màu ok anh đang thật đầu văn tác bởi sân chia chung mùng thì cái thằng mới keep the proper pronouns chân keep ở chung mùng dân keep bia dân đấu á nè tôi chia rốt, tôi chia rốt, people, people someone to someone dân màu đi khao nè, bé khao mà khao mà bây giờ nó dân tôi có đại dân đầu thì ok, hay mùi tiết the rest after the object puts it after the verb nè chân mê thang bài mê tha nè đi à sao khăn khói nè nè badly nè nè, lại cho chọc nè chân phía đại sao lại cho chọc nắng tôi dân vô bạc, dân em bạc đại dễ bạc top nè, à verb nè tập tung thịt bài dưỡng và to máu đã ở máu và to bắt chuyện như tham bái tham tập chị ok chứ nhầm sự khắp tên ở cái này vô chạy tôn của mình được bài dưỡng hình mình thì hò ok là dương cho tờ ăn qua tầng ở cái này rồi tìm biết practice chân kỳ thà write these sentences into present simple passive tôi chưa tầm rúng kà thà là bạc cắm bắt chú bàn kà thông đà ok là dương mơ tìm mùi chân kỳ thà the man fits the pigs chân người ta ở bờ nắng cứ còn ao chầm nấy sạch chiều nhé chân dương ban đầm mén cứ chia ghế cứ chia sạp chí chân người ta tự đại dương đô pi tùm rồng ạt thiếu tôi chỉ phạt xíu được cái thằng lợp bạc cắt tôi chỉ lợp bạc cám dương thật đặc thà táo mui na chi sạp chí mui na chi vớp hay mui na chi ọp chí nhưng mà sân dương đang là năng tiếp tự đại dương đô tôi chỉ phạt xíu tôi chia tùm rồng lợp bạc cám nó cứ vì ai khó chẳng hết á chẳng cho lâu dùng mơ tìm mươi ngọt nè chẳng the man cứ chìa kể cứ chìa sáp chì hay fits cứ chìa verb tung tìm muối hay the pitch cứ chìa op chì tập bây đưa từ chìa phạt xíu dân rồi kể dân mình vô cái op chì thôi chìa sáp chì vậy chẳng the pitch chứ dân ban the pitch tại sao the pitch chìa plural nên ái chẳng dân phải chìa mùi kể phải chìa mùi à và má dân đầu á dân bộ chung mùi bậc tung thiết bay á chân dân đầu nè fit tôi chia cái fit ta má vì ông sao lấy tế bà sinh dạ sao tế dân bộ ba giờ tại mà đó thấy bộ chung mùi sạp chị chân sạp chị dân mùi ngá đường mềm chứ đã đường mềm rồi vậy mà kể lấy dân mùi tiệt bì rốt vs red dress chân cái thang rốt nó có slip bì ơi cả thang rô bò có hôm rồi có liệm tiệm bò hòn nhân tạo ok cái dương môi này mới là chỉ sạp chị chân ruột the vest cứ chia ghế chỉ vợ quán hay red dress cứ chia up chị chân tôi chỉ phản xếp dương bàn thì giờ này tôi chỉ sạp chị cho này nè nhé thì dương bàn red dress cho là sao bây chia sinh chua lớn nhưng phải chỉ một ít thấy đâu à vợ quán này tôi chỉ vợ sri mà chân vé tôi chia ghế tôi chỉ bảy chân vé vó vòn nhé hãy bột thèm dân mình sau cái chân dân thèm bài thèm đó hãy bột chùi mùi sạp chì chân sạp chì dân mùi ná nè rồi nè dùng đặt nào chân mình ta redress is vòn by rồi nhé ok là dân mơ thứ bảy someone cooks dinner cho cái thang là nam ơi mình mà nét qua thì kế bàn chùm anh hà tế về lần nghề chân someone cứ chìa sạp chì cooks cứ chìa verb one hay dinner cứ chìa ập gì, cái càng bập thì tôi chỉ phạt xíu dương ba này vậy.
giờ nướng với chía sạp chín chứ dùng bắt đầu lời dinner vần thì sao dinner chỉ singular chứ bộ chữ mười ít hay dùng đồ vợ quan khúc này chỉ vợ sri thứ tham đi đi máu hai bột ý kể bột chữ mười bái hay bột chữ mười sạp chín thì người ta vùng chọn mê tham bảy mê tham bản thân chỉ dùng mười sầm buồn chứ dùng đặt có bán mình đặt có bàn tôi bay dương đắt coi dương ngọc đấng tôi bay dương người mình đắt coi dương cọ bàn hàng nhé cho người tham mấy dinner is cook cho người tham ha về những cái ban chụp ảnh đòi nào nào mình đẹp bây giờ đã bên bây giờ ngọc đắt coi đầy đầy nhé đã tăng sam vốn bây giờ ngọc score dương ngọc đấng nhé đang cả những cái này đã tăng sam buồn ok là lấy dương châu từ môi tiết cho về lịch bốn là many people play football cho người tham mình về chỉ chờ anh qua bán lễ báo bà toàn chắn many people cứ chia ghế sáp sáp chị hay play nó cứ chia verb hay football cứ chia up up chị chân tôi chia passive nhưng giờ football tôi chia sáp chị bị mệt hóng chứ chúng bạn football ra football chia singular bộ chữ mười ý hay đầu bị play tôi chia play vật tung tiệp bay máu thằng bị đi hãy dừng đã bài hãy bộ chữ mười sáp chị dưới ghế many people chắc by many people chắn football is played by many people ok là dừng mưa trên mặt lịch làm trong cõi cho người ta sẽ máy cleanse the house today cho người ta sẽ máy cọt ở bàn ở smart cái ngày này cái sẽ máy cứ chia ghế cứ chia sáp sáp chích cleanse cứ chia verb one the house cứ chia up học chích chẳng từ đấy nè for có cái này cứ gì chia adverb chia time expression chẳng nó không khỏi chúng tôi chia phát xíu nhưng mình giữ object chia chia sạch chia chân cho tôi được hào về nhé khi dân ban được hào về nhé thì sao bị chia singular bu cho mùi ý thấy dân đồ verb clean nhé thông tin mới thì dân thông tin bấy chúng ta tại ed thế hay sau bắt đầu bị object dân nhé giờ mà đã bắt đầu bị verb dân máu chân thực để thấy bu chia mùi bái bu cho mùi sạch chia chân sạch chia dân mùi nát cứ xía mày ok chẳng tạc tôn năng mê điên dưỡng cư miên tập bản năng hay khi nhóm sẵn khám thá nè ọc vô tạc tôn năng ở cả pra có đôi chìa rụng môn này present simple passive cho máy dưỡng hạt hà lọc bạc cám bạc cho bọn ca thò mặt đà ok chẳng mê điên mặt tốt dưỡng năng sắc xa tên lê tùm rung bày tiết cư tạc tôn năng này cái thiếu general question hình lập dụ equation ok, ở cuối này là một cái tour snap video mới này đang bị đào một rồi chấp hãy bật sang YouTube chất complete chui subscribe mình ao mệt đấy hãy complete sub đã cầm đăng mình đã môi phong làm bài tour bài mê điện thoại thay bàn to tiết chúc niên nơi mê điện cầu tiền.